Thúy Ngân rất cảm ơn những tình cảm yêu mến cũng như là sự ủng hộ của mọi người dành cho Mai Châu trong khi táo nở hoa. Và nhờ có những tình cảm đó thì Ngân đã lọt được đến vòng bầu chọn của giải Mai Vàng 2021. Hy vọng là mọi người sẽ lại tiếp tục yêu mến Ngân và bầu chọn cho Ngân tại giải Mai Vàng 2021 năm nay bằng cách thức vô cùng đơn giản. Hãy làm theo những sau đây. Bầu chọn online, truy cập trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu bầu chọn điền thông tin. Bước 2, chọn bản điện ảnh truyền hình. Tại hạng mục nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, chọn Thúy Ngân, Vài Châu, Cây Táo Nở Hoa, sau đó bấm gửi. Bước 3, chứng thực số điện thoại. Soạn tin nhắn với cú pháp Mai Vàng gửi 8100, mức phí cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Bầu chọn bằng cách nhắn tin SMS. Quý khán giả soạn tin nhắn theo cú pháp Mai Vàng khoảng cách 32 là mã số bình chọn của Thúy Ngân, khoảng cách tổng số phiếu tham gia bầu chọn gửi đến 8500, phí mỗi tin nhắn 5.000 đồng. Ngân vô cùng cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Hy vọng là chúng ta